ASO là gì? Thì trong cái bài này thì mình chỉ nói về cái phần tối ưu ứng dụng ở trên Store Listing thôi, bao gồm những cái thành phần gì. Thứ nhất đó là icon app này, thứ hai screenshots, thứ ba là video app promotion, thứ bốn là title, short description và description. Bốn cái yếu tố này để quyết định được cái tỷ lệ chuyển đổi và nó tối ưu cái ứng dụng của mình ở trên Play Store nó chuyên nghiệp như thế nào. Trong cái video này mình chỉ chia sẻ cho các bạn một phần thôi, đó là vai trò icon app trong cái quá trình khám phá của người dùng, đó là user flow. Cái đầu tiên khi các bạn vào trong một cái top chart thì các bạn sẽ thấy được cái icon app và tiêu đề của ứng dụng đấy. Thì khi mà các bạn thấy được một cái ứng dụng nào đấy nó bắt mắt, thu hút cái con mắt của mình nhìn, thì các bạn có thể click vào để khám phá. Đây là một cái trải nghiệm thứ nhất. Cái trải nghiệm thứ hai, khi trong đầu óc của các bạn có một cái ý định để mà search và tìm kiếm một cái ứng dụng nào đấy dựa trên cái từ khóa các bạn biết, thì khi các bạn search thì nó mở ra một cái ứng dụng mà các bạn mong muốn, thì có icon này, tiêu đề này và nó có hiển thị luôn screenshot ở trên cái màn hình như thế này. Các bạn thấy một cái ứng dụng ở trên bài post của social media thì các bạn click vào thì nó bung ra, nó mở ra. Và trong cái giao diện của trên Store Listing thì nó hiển thị luôn là icon app này, title này, screenshot này, và có cả cái phần about this app là một cái đoạn đầu tiên của cái phần description đấy, thì các bạn sẽ nhìn toàn cảnh. Thì thông qua ba cái yếu tố này thì các bạn có thể là thấy được cái vai trò của icon app, title và cái user flow ở trên cái Play Store như thế nào.